lấy bếch ghi 15 18 cho mấy mấy chị mua cái bếch ghi này đi, áo gì về phố cũng được luôn á, nó đẹp mà bé trai bé gái đều bận được luôn, chất nó rất là mềm em nha. Quần bếch ghi cho em 240 hàng VC nha mấy chị nha. Nè, form xinh ha. Form rất là dễ mặc luôn, bận rất thoải mái, nó không phải như mấy cái dạng quần ôm ôm mà mấy đứa nhỏ mà kiểu nó không thích bận dài mà còn bận ôm nữa. Nó sẽ không có mê đâu. Nhưng mà cái form này mềm, mát, rộng rãi, thoải mái, em đảm bảo chắc chắn đứa nào nó khó tính nó cũng bận được quần này. À, bận rất là thời trang luôn nha mọi người nha. Rồi chai trắng loan giùm em, chị nào lấy size bao nhiêu báo em có size đến 60kg quay đầu chai trắng loan nha mọi người nha. Em zoom gần vải cho mọi người coi nha. Cái quần này dễ thương ha. Hai cái túi hộp dễ xíu giùm em nha. Đây, đẹp cực kỳ luôn. Chai trắng, rồi tiếp tục em lên cho mọi người bé gái. Đây dễ thương vậy, tôi thấy màu trắng là tung lên cũng là ôi trời, cái đầm dễ thương quá vậy. Cái đầm suông đuôi cá cho em mấy chị ơi, đầm suông đuôi cá giùm em nha, vải kate thô nha mấy chị nè, đẹp chưa, chất nó mềm nha mấy bà ơi, nhưng mà cái tên gọi của cái nền vải của nó sẽ là vải kate thô, nhưng mà thực chất cái vải nó không bị cứng, không bị thô như cái tên gọi của nó, mà cái vải của nó rất là mềm mịn và rất là mát luôn giùm em nha. Nè cái phông tay nè, vô hàng thu đông rồi mấy chị, nên là sẽ ra nhà thời tiết mình cũng bắt đầu chuyển mùa, giao mùa mưa nhiều nè ha. Rồi